Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube của tạp chí Nhân Viên Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay ngày 14 tháng 6, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay nhé. Các bạn thấy một số nguồn tin cho thấy là Huawei đã sẵn sàng ra mắt các mẫu smartphone chạy hệ điều hành mới của họ là Harmony OS vào tháng 10 tới đây, nhưng không phải là Mate 30 series, nhưng khả năng là các sản phẩm được ra mắt trong đợt đầu chạy Harmony OS này sẽ được phân khúc phổ thông như một bước thăm dò thị trường của hãng. Và theo Global Times, hệ điều hành mới Huawei được phát triển cùng với đại diện của Tencent. Bên cạnh đó thì cả Oppo lẫn Vivo đều cũng đã thử nghiệm Harmony OS trên thiết bị của mình và cho thấy là nó nhanh hơn khoảng 60% so với Android. Lý do chính cho việc được ra mắt đầu tiên chỉ diễn ra ở Trung Quốc là do hệ điều hành mới có thể sẽ chưa đáp ứng được yêu cầu của người dùng toàn cầu. Sau đó thì khi hệ sinh thái của Huawei được phát triển đầy đủ hơn, nó sẽ được giới thiệu tại các thị trường khác. Một vài nhà phân tích cũng dự đoán rằng bất chấp những rắc rối giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc thì Huawei vẫn sẽ vượt qua mốc 200 triệu sản phẩm của năm 2018 và đạt kết quả từ 215 triệu đến 225 triệu xuất xưởng năm nay và giữ vững vị trí thứ hai trên thế giới. Các bạn biết một số bằng sáng chế mới đã được phát triển bởi Let's Go Digital cho thấy một số kết xuất từ Samsung, một trong những thiết bị độc lạ mà công ty đã từng thiết kế ra. Và sáng chế này đã được Samsung đệ trình từ ngày 28 tháng 1 năm 2018 và được phê duyệt vào ngày 6 tháng 6 vừa qua. Các tin gần đây cho biết được nhiều nhà sản xuất cũng đang suy nghĩ và đã thử nghiệm màn hình OLED dẻo có thể uốn lại một thời gian. Và có thể là Samsung đã tìm thấy được ứng dụng hoàn hảo cho đó. Cụ thể thì Samsung đã được cấp bằng sáng chế cho một thiết bị có màn hình hiển thị ở dưới cùng của điện thoại và mở ra một cơ chế trượt khi cần một không gian màn hình lớn hơn. Trong sáng chế này thì Samsung mô tả là mỗi smartphone có thể mở rộng màn hình thêm 60% nhờ màn hình dẻo kết hợp với một hệ thống trượt cơ khí. Bình thường thì mẫu smartphone này không có gì khác lạ ngoài thiết kế hơi dày ở phần dưới và vắt dần lên phần trên, thì hai viền trên và dưới của nó cũng sẽ dày hơn đa số các mẫu smartphone hiện nay. Và sự sáng tạo khéo léo này giải quyết một vài nhược điểm của điện thoại như là Galaxy Fold hiện nay, mà ở đó thân máy dày hơn khi đóng vào phần màn hình phụ phía bên ngoài. Các bạn biết mới đây từ Leaker lên tiếng iTunes Phone, ngoài Samsung thì Redmi cũng đang phát triển bộ smartphone với camera là 64 MP. Dẫu vậy thì đáng buồn là ngoài thông tin rằng Redmi đang tiến hành phát triển smartphone với camera 64 MP thì iUniverse không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết hay là thông số kỹ thuật nào của thiết bị này. Bên cạnh đó thì cũng chưa rõ rằng là liệu có phải Samsung Galaxy A70s của Samsung hay là smartphone của Redmi sẽ trở thành thiết bị đầu tiên có camera 64 MP. Với cảm biến ISOCELL Bright GW1 64 MP của Samsung có thể chụp ảnh 16 MP trong điều kiện ánh sáng yếu. Các mẫu smartphone trang bị cảm biến này cũng có thể quay video slow motion 1080 pixel và hỗ trợ công nghệ lấy nét Super VD VDAF. Và dự kiến là cảm biến này sẽ được bắt đầu sản xuất hàng loạt trong nửa cuối năm nay. Do đó các mẫu smartphone với camera 64 MP sẽ ra mắt vào cuối năm nay. Và Samsung Galaxy A70s được đồn đoán sẽ trình làng vào cuối năm nay và là bản nâng cấp của Galaxy A70 ở thời điểm hiện tại. Và với Galaxy A80s cũng có thể được trình làng với cụm camera xoay lật như trên Galaxy A80 hiện nay, nhưng thay cảm biến chính bằng cảm biến 64 MP mới. Ok, vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của tạp chí Nhân Viên Việt Nam. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiến góp nào thì hãy để lại ở phía dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Nhớ like, share và subscribe nhé.